để bản quân móc gan ngươi ra, xem thử xem lớn đến mức nào. Thật đúng là tiểu tử gan lớn hơn trời, lại dám ra khỏi hư không thành. Đừng tranh đấu vô ích, mau tránh ra. Các ngươi, đừng hòng hỗn xược. Đậu xanh bị bao vây rồi. Không dịch chuyển được, là không gian pháp tắc có kẻ đã phong tỏa hư không. Loan Bạch Phụng, có bản lĩnh thì ngươi ra đây. Tiểu tử đầu cũng linh hoạt lắm, vậy mà lại có thể đoán được bản tọa cũng ở đây. Vậy ngươi lại đoán thử xem lần này ngươi có thể sống sót rời đi không? Loan Bạch Phụng, hư không địa ta và hắc ngục ngươi không thủ không oán, cần gì phải năm lần bảy lượt gây chuyện thách thức chứ? Chúng ta đúng là không thủ không oán, nhưng mà chỗ bản cung khuyết thiếu khoáng nô, nếu ngươi đem khai thiên cảnh của hư không địa đều đưa đến chỗ ta làm khoáng nô. Ta tha cho ngươi không chết, thế nào hả? Mơ tưởng hão huyền. Hôm nay nếu ta không chết, ngày khác chắc chắn sẽ san bằng hắc ngục ngươi. Nói nhảm nhiều vậy làm gì hả? giết chết rồi nói. Loại việc cậy mạnh bắt nạt yếu, bản cung không làm được đâu. Chuyến này ra tay có thể giúp các ngươi bắt người đã là cực hạn mà bản cung có thể làm được rồi, nếu muốn giết người, vẫn là các người tự mình ra tay đi. Ngươi thua trong tay tiểu tử này một lần, chắc không phải là sợ rồi chứ. Phóng giám, nếu không phải có con nhện xấu kia bảo vệ hắn, tiểu tử này sớm đã chết cả 1.800 lần rồi. Ngươi là đang nói bản cung sao? Ngươi muốn chết. Ngươi nói ta, muốn chết. Khoảng cách thực lực của chúng ta vậy mà lại lớn như vậy. Loan Bạch Phụng dù gì cũng là thượng phẩm khai thiên, vậy mà lại bị nữ nhân này một chiều đánh bại. Tiền bối, ngươi vậy mà lại đến, đến không chỉ một mình ta. Khúc Hoa thường dùng luôn bí bảo của mình, tạo lên những sóng âm từ cây đàn. Khúc Sư tỷ, Hoang vu đại vực, minh chủ, ta không phải đối thủ của nữ nhân này. Ngươi bảo trọng, chật đến Loan Bạch Phụng cũng đi rồi. Dương Khai, nếu ngươi có thể tha cho ta không chết, từ nay về sau thiên kiếm minh sẽ đầu quân cho hư không địa. Chỉ bằng ngươi, ở lại sách giày cho bổn cung cũng không đủ. Đa tạ tiền bối thi ân cứu giúp, nếu A-la không đau khổ cầu xin, ngươi tưởng bổn cung sẽ tới nơi này. Nhưng tiểu tử, ngươi đừng quên điều kiện đã hứa lúc trước. Tiểu tử trước nay nói lời giữ lời, sau chuyến này, tiền bối sẽ không còn chịu bất cứ ràng buộc, lấy lại tự do, coi như người thức thời. Sao sư tỷ cũng tới, ngươi như thế sẽ bị âm dương động thiên trách phạt. Hi hi. Bên ngươi có việc, tất nhiên ta phải tới. Sư đệ cũng thật là, đã thiếu nhân thủ thì sao không gọi ta. Nếu không có chúc tiền bối mời, ta còn không biết ngươi đã rời khỏi hư không địa. Chúc tiền bối mời khúc sư tỷ. Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy thân phận đệ tử động thiên phúc địa của sư tỷ thì hành động sẽ tiện hơn. Mà thôi, thời gian không chờ người, chúng ta mau lên đường thôi. Hai tháng sau đó, nơi này là phá toái thiên. Sao trong tĩnh lặng bình yên thế? Nơi này là ngoài rìa của phá toái thiên, đã bị vô số người đi tới thăm dò, không còn nguy hiểm quá lớn. Người vào phá toái thiên cần một nơi nghỉ lại, còn người ra khỏi phá toái thiên cần có nơi mua bán bảo vật tìm được, dần dần ở đó đã hình thành một tinh thị. Trong tinh thị đó có vẻ rất sầm uất, chúng ta cũng đi xem thử đi. Bây giờ bà chủ không rõ tung tích, sao ngươi còn muốn đi góp vui? tin tưởng ta, những người đó ra tay với bà chủ là dễ dẫn ta tới đây, trước khi ta đi sâu vào phá toái thiên chúng sẽ không ra tay. Và lại chúng ta cũng có thể thăm dò tin tức ở tinh thị đó, không chừng có thể nghe ngóng ra vị trí và tình cảnh của bà chủ. Cũng phải, vậy thì làm như lời ngươi nói thôi. Cảnh chuyển tới một quán trà nào đó, có người tới. Tên này là, đệ tử Vạn Ma Thiên đã ra tay với Trúc Tiền Bối ở hư không địa lần trước. Chúc Cửu Âm búng tay lên chiếc cốc, giúp mên tỉnh táo trở lại. Ba nãy, mắt đau quá, nhất thời phân tâm, bị ma khí của hắn dẫn ra diệt thế ma nhãn và hắc đồng luyện ngục, lại không cẩn thận mắc bẫy. Người tới là khách, nhưng nếu ngươi làm càn, thì đừng trách bổn cung không khách sáo. Vạn ma thiên đề tranh, xin chào chúc sư tỷ. Ta lòng có nghi vấn, nên mới tới thăm dò, xin chúc sư tỷ lượng thứ. Lần trước gặp ngươi, bổn quân đã cảm thấy trên người ngươi có khí tức của vạn ma thiên ta diệt thế ma nhân và hắc đồng luyện ngục là hai đại bí pháp bất truyền của vạn ma thiên ta ngươi tu được nó từ đâu ta không biết ngươi đang nói cái gì ngươi phủ nhận cũng vô dụng ngươi đã có hai đại đồng thuật này nhưng không có công pháp hạch tâm thì cũng chỉ là lãng phí không bằng bán cho ta thế nào giá cả sẽ không để ngươi phải thiệt ta cũng rất có hứng thú với tính mạng của ngươi ngươi có bán không gan to đấy bớt dông dài đi các ngươi muốn ta tới phá toái thiên bây giờ ta đã tới rồi bà chủ của ta đang ở đâu đây là bản đồ có gan thì ngươi đi đi sao ta biết được lời ngươi nói là thật hay giả tin hay không thì tùy bổn quân còn bận đề tranh này dễ dàng tiết lộ vị trí của bà chủ như thế quả thực đáng nghi ta đi đây lão bạch ngươi cảm thấy thông tin trên ngọc giả này là thật hay giả khả năng cao là thật vị trí đánh dấu trên đường đúng là vị trí của bà chủ trước khi mất tích nếu thật sự đã rơi vào một động thiên càn khôn thì cũng có thể giải thích tại sao lúc trước họ đột nhiên mất tích. Những càn khôn động thiên và càn khôn phúc địa này bình thường đóng chặt cửa vào, người bình thường không thể đi vào trong. Những người đó có thể khiến Lan tỷ tỷ rơi vào vô ảnh động thiên, chẳng phải nghĩ là bọn chúng đã nắm giữ cách mở cửa vào. Xem ra có người cố tình để một phần tài nguyên thượng phẩm âm hành ở đó, dụ bà chủ ra tay. Người ta hào phóng nói vị trí cho các ngươi như vậy, chắc chắn đã có tính trước. Cho dù là bổn cung cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi bình an, chuyến đi này, thập tử nhất sinh. Tên rời cung không lý lại quay về, ta cũng muốn nhìn thử xem vạn ma thiên đã bày ra thiên la địa võng thế nào. Cho dù là Diêm La Điện, ta cũng phải tới một chuyến. Lúc này bên ngoài cửa Tử lâu, một gương mặt quen thuộc lướt qua, sư đệ chạy nhanh thế làm gì? Đàm Lạc Hưng đuổi theo hắn. Không đúng sư đệ sau khi yêu huyết động thiên sụp đổ, ngoại trừ người của định phong thành được ngươi giải trừ cấm chế huyết đạo mà sống sót ra. Những người khác không thể nào có khả năng sống sót trở về, tên đàm lạc hương này sao có thể sống được. Người có thể giải trừ cấm chế huyết đạo ngoại trừ ta, còn có hắc nha thần quân. Nếu thật sự là như vậy, há chẳng phải chứng tỏ hắc nha thần quân cũng đến rồi, hắn không đến đây còn đi đâu. Bây giờ hắn bị các động thiên phúc địa truy nã, căn bản không có chỗ dụng thân ở tam thiên thế giới này. Ta không hiểu, hắc nha thần quân này bất khả chiến bại này sao lại giúp đàm lạc hưng giải trừ cấm chế huyết đạo bây giờ hắn thân cô thế cô gấp gáp lôi kéo vây cánh ta nghĩ chắc không chỉ có một mình đàm lạc hưng được hắn chiêu mộ vào dưới trướng theo lời sư đệ nói bây giờ đàm lạc hưng đang bị chúng ta truy kích chắc không phải quay về tìm hắc nha thần quân chống lưng đấy chứ sư tỷ nói không sai nhưng hắn không biết chúng ta có chút tiền bối chấn thủ, bản tính như ý muốn của hắn e là sắp thất bại rồi cảnh chuyển tới một bên khác trên một linh châu hoang vu hắc nha thần quân lại đang uống máu người rồi đó tốt xấu gì cũng là người của chúng ta cũng quá tàn độc được rồi nếu không bắt được khai thiên cảnh ở bên ngoài thì người tiếp theo chết chính là ta và ngươi mau tránh ra tránh ra đàm lạc hưng về rồi hắn chắc chắn đã dẫn dụ thức ăn mới về thần quân vừa bước vào đã bị hắc nha cho ăn ngay một tát lúc bản quân hấp thụ thức ăn không được phép làm phiền ngươi mới ngày đầu đi theo bản quân à hay là ngươi cũng muốn là thức ăn của bản quân thần quân thứ tội thủ hạ biết sai mong thần quân tha mạng nói tại sao lại làm phiền bản quân nếu không nói ra được căn nguyên gì thì bản quân lập tức nuốt người huyết yêu lão cẩu vậy mà lại động tay động chân như cũ với máu đại diễn bất diệt chiếu kinh hại bản quân không thể không định kỳ hấp thụ máu mới tránh được bị nổ tung cơ thể mà chết thủ hạ đã phát hiện được tung tích của dương khai ở phá toái tinh thị đã dẫn dụ hắn đến hắn chắc là sắp đến nhanh thôi tốt tốt lắm tiểu tử này vậy mà lại dám dâng đến cửa xem lần này hắn có chết không ở cách đó không xa men đang dùng thần niệm thăm dò vị trí của hắc nha không sai được nơi này chính là nơi ở hiện giờ của hắc nha thần quân hắc nha bạn cũ đến thăm còn không ra gặp tiểu tử ngươi tưởng rằng có một thánh linh bảo vệ ngươi thì bản quân không làm gì được ngươi sao nhìn thấy chưa bây giờ thủ hạ của bản quân cường giả nhiều như mây chỉ cần bản quân ra lệnh một tiếng thì ngươi không bảo vệ được cái đầu của ngươi đâu tiểu tử đương nhiên biết sự lợi hại của thần quân có điều lần này tiểu tử không phải đến gây phiền phức mà là đến để tìm tiền bối xin hợp tác tiểu tử ngươi là điên rồi hả muốn bản quân hợp tác với ngươi nói đùa gì thế thần quân vì bị động thiên phúc địa truy bắt bị ép phải trốn trong phá toái linh châu này trải qua ngày tháng khổ cực lẽ nào thần quân không muốn báo thù rửa hận tiểu tử thân phận của bản quân bại lộ còn không phải là ngươi ban cho nếu bản quân muốn báo thù thì người đầu tiên chính là ngươi lúc đó mạng người quan trọng tiểu nhân cũng là vạn bất đắc dĩ tiền bối chắc không biết người của những động thiên phúc địa đó ngưỡng mộ tư chất của tiểu tử đang muốn giết ta đấy bây giờ chúng ta có chung kẻ địch tại sao lại không thể liên thủ ta nhổ vào ngươi là đồ lòng dạ đen tối bản quân lại không ngốc dựa vào đâu mà cùng ngươi đi chết thần quân sai rồi người truy sát tiền bối là tất cả động thiên phúc địa mà người nhằm vào ta chỉ có một phần thế lực nếu như người của động thiên phúc địa biết tiền bối đang trốn ở đây thì tiểu tử còn có thể sống những ngày tháng yên lành sao với thực lực của bản quân san bằng tổng đàn của chúng là chuyện sớm muộn thôi còn về tiểu tử ngươi bản quân mong sao ngươi chết sớm hơn còn muốn mượn tay bản quân để chia sẻ áp lực cho ngươi nằm mơ đi trong vòng ba tức mà không cút các ngươi cũng đừng hỏng đi nữa ta sẽ cho ngươi biết hơn 20 trung phẩm khai thiên hủy diệt thiên địa như nào. Men im lặng rời đi, không nói thêm gì nữa. Muốn tìm người ta hợp tác, người ta lại không có suy nghĩ này. Bây giờ làm sao đây? Lẽ nào thật sự phải vùi đầu dẫm vào bẫy? Không có suy nghĩ này. Chưa chắc. Hắc Nha đang suy nghĩ những lời nói từ Men. Dương Khai. Thái độ của Hắc Nha thần quân kia đã rất rõ ràng rồi, ngươi bị mù rồi chắc. Nếu như ta đoán không nhầm, Hắc Nha nhất định sẽ lén theo sau lưng chúng ta, quan sát tình hình, tùy ý mà hành động. Mâu chốt liệu hắn có giúp ta hay không là chúng ta có thể chế tạo cơ hội ra tay cho hắn. Trúc Cửu Âm đã cảm nhận được nguy hiểm. Mau tránh. Trường đó đã đánh tan chiến thuyền của Mên. Trúc Tiền Bối, đó là yêu thú sao? Không phải yêu thú, cự lang này là khí linh của một viên ngọc như ý hiện hóa thành. Một kích vừa rồi ít nhất cũng có thực lực bát phẩm tùy ý đi lại liền có thể gặp được một kiện bát phẩm thông linh pháp khí. Vậy phá toái thiên còn thú vị hơn huyết yêu động thiên nhiều. Ba ngày sau trong hư không, không sai, nơi này chính là nơi bà chủ mất tích, cửa vào của vô ảnh động thiên có lẽ chính là ở gần đó. Trước khi ta dùng không gian pháp tắc tìm được cửa vào, phiền trúc tiền bối thay ta hộ pháp, tiểu tử thối thật lắm chuyện. Trúc cửu âm đã cảm nhận có hơi thở của võ giả, ai ở đó, lăn ra đây. Chúc sư tỷ tính khí thật lớn, nữ nhân gia tính tình nóng nảy vậy cũng không tốt đâu, dễ giả lắm. Hơn 20 vị khai thiên cảnh, cảnh tượng thế này nhì khắp cả tam thiên thế giới, cũng chỉ có động thiên phúc địa mới có thể lấy ra được thôi. Khúc Nha Đầu, ngươi ở đây làm gì? Đừng quên thân phận của ngươi. Dương sư đệ đối với đệ tử có ơn cứu mạng, đệ tử không thể bỏ mặc không quản, sau việc này, đệ tử tự sẽ về sư môn thỉnh tội. Đao kiếm vô tình Ngươi xác định chính mình có thể sống sót rời khỏi nơi này. Nếu như chết rồi, tự nhiên sẽ kết thúc. Phí lời nhiều vậy làm gì chứ? Các ngươi muốn giết Dương tiểu tử thì mau ra tay, để bản cung xem thử các ngươi có bản lĩnh này không. Chúc sư tỷ nếu đã mong chờ vậy, vậy thì làm theo ý nguyện của sư tỷ vậy. Trong khi chúc Cửu Âm giao đấu với hắn, bọn chúng đã bố trí đại trận vây quanh bà ấy. Đây là trận pháp dám chó gì vậy? Thiên La tỏa linh trận là đại trận chuyên môn đối phó thánh linh các người. Bỉ ổi vô sỉ, chúc tiền bối lấy một địch ba, lại có đại trận gò bó, chúng ta còn phải hộ pháp cho thiếu gia, việc này phải làm sao đây? Ở cách đó không xa, hắc nha thần quân đang đứng xem tát ao. Đánh hay lắm, đánh rất tuyệt, cứ để các ngươi châu bò đánh nhau, lại xem bản quân ngư ông đắc lợi thế nào. Thần quân thần cơ diệu toán, bày mưu tinh kế, hai bên chó cắn chó xem ra thật là đặc sắc. Có thiên la tỏa linh trận, khiến thánh linh thực lực cường hoành cũng khó mà bảo toàn cho dương khai bị đột phá phòng hộ chỉ là việc sớm muộn thôi sớm đã nhìn ra tiểu tử đó là kẻ đoàn mệnh chết hay lắm chết tuyệt lắm trở lại trận chiến trúc cửu âm đang bị ba người họ đả thương không ổn thánh linh này không phải đối phủ đến chúng ta ra tay rồi thần quân là muốn giúp tiểu tử họ dương tiểu tử này chết rồi không phải vừa tốt sao nước này càng loạn càng tiện cho bản quân hành sự ta còn muốn giữ tiểu tử đó làm huyết thực đấy. Nghe hiệu lệnh của ta, đợi Linh Châu ép gần nửa mét, giết người của thị trận trước. Hơi thở của thượng phẩm khai thiên, vậy mà còn có kẻ thứ tư. Một lão giả xuất hiện đánh thẳng tới chỗ ba người họ đang hộ pháp cho mên. Nguyệt Hà miệng thổ huyết, nhưng vẫn lo lắng cho mên. Thiếu ra, ông ta đã dùng nhất chỉ tấn công tới phía mên. Nhất chỉ gần chạm tới, mên liền mở mắt ra sau đó là một tiếng nổ khiến xung quanh bụi mù mên đã sử dụng bí hí pháp thoái của lão rùa già tiểu tử tuy bí hí pháp thoái có thể phòng được chiêu thức của ta nhưng sóng này cũng không phải ngươi có thể chịu được nếu ta đã tấn thăng thượng phẩm khai thiên sẽ không bị sóng dư ảnh hưởng càng không cần chịu cục tức này cẩn thận trong khi đó trúc cửu âm đang khống chế bọn chúng bằng tơ nhện lão già ta muốn ông xem thử ngươi đả thương ta sẽ có kết cuộc gì vô vị vô cự, vô niệm, vô tưởng. Hắn ta hiện ra pháp thân, thu lại tơ nhện từ bà ấy. chúc sư tỷ, người cũng quá xem thường thực lực của bọn ta rồi. Hắn dùng đao chém tới cửu âm. Rồi thi triển sáu con mắt tấn công tới. Đồ khốn, hôm nay bất luận thế nào, bổn cung cũng phải để các ngươi chết ở đây. Đột nhiên hắc nha thần quân bay tới, chảm luôn những tên đang hộ trận. Thánh linh phu nhân, đại trận đã hủy, tùy người tiêu diêu không ngờ đúng thật là bị tiểu tử đó nói chúng hắc nha quả nhiên đã ra tay tìm thấy rồi có dao động không gian không bình thường chắc là khí tức của vô ảnh động thiên nó. sao lại vậy không gian pháp tắc của ta chưa từng bị sai sao không mở ra được sau một canh giờ he hơ chỉ còn lại ngươi rồi ngoan ngoãn để mạng lại đi hắn ta không kịp phản kháng bị một trưởng của hắc nha đánh tới nhưng hắn đã nhanh chóng bay đi thoát khỏi công kích từ hắc nha ngũ phẩm khai thiên lại tu luyện công pháp đối kháng với đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh thế giới rộng lớn chẳng có gì lạ tên giao đấu với cửu âm đang la hét chúng ta rút đám người đó chắc lại muốn thi triển thần thông mới gì rồi ở lại tiếp e sẽ bị thiệt tiểu tử nạp mạng đây men thi triển long hóa dùng đấm đáp trả lại lão ta ông ta có chút yếu thế hơn bị đánh bay lùi lại phía sau ông ta cố gắng trụ lại ngươi là người của long tộc phải thì sao không phải thì sao muốn chiến thì chiến nói nhảm nhiều như vậy làm gì thiên hạ này làm gì có long tộc khác người như ngươi tuy có rất nhiều đặc tính của long tộc nhưng cũng có một số vết tích của nhân tộc đúng là kỳ dị ta có phải long tộc hay không liên quan gì đến ngươi chỉ cần có thể giết ngươi là được máu màu vàng là thật hay giả bổn quân thử là biết hắn đã thay đổi sắc mặt ngay sau khi nếm thử đây là thật. Lần này phiền phức rồi, nếu chúng ta giết hắn, chắc chắn sẽ bị cả long tộc đổ sát. Long tộc không phải là chúng ta có thể đắc tội. Nhưng đến lúc này rồi, không thể cứ như vậy để tiểu tử này đi chứ. Vô ảnh động thiên này rốt cuộc có vấn đề gì, tại sao ta không thể mở lối vào? Vô ảnh động thiên này có một đạo cấm chế, không phải khai thiên cảnh không thể vào, nếu ngươi muốn vào phải trở thành khai thiên. Ngươi tưởng ta không nhìn ra tâm tư của ngươi sao? nhìn ra thì sao? Nhắc ngươi một câu, vô ảnh động thiên này không phải nơi lương thiện gì, Lan U Nhược Lâm vào trong đó hơn nửa năm rồi. Nếu động tác của ngươi quá chậm, e là ngay cả cơ hội dọn xác cho cô ấy cũng không có. Sư đệ, đệ đừng nghe lời hắn. Ai biết lời hắn nói là thật hay giả? Phải đó thiếu ra, nay người đến lúc cuối cùng, không thể công cốc. Dương Khai, cho dù cậu không đi được còn chúng tôi, tuyệt đối đừng nghĩ không thông. Ta một đường đi đến, giống như một phế vật bị các ngươi bảo vệ phía sau. Bà chủ bị tôi liên lụy mới lâm vào khốn cảnh, tôi không thể chuyện gì cũng không làm. Trước bước cuối cùng công cốc quả thật đáng tiếc. Chỉ là tôi cũng nên có sức mạnh của mình. Lúc trước bị người của thiên kiếm minh truy sát, điều ta có thể làm chỉ là trốn giữa sự bảo vệ của mọi người, bị bọn họ vây công. Nhìn chúc cửu âm và người liều sống chết, nhìn cô bị người khác đánh ói máu, ta chỉ có thể ở giữa để mọi người bảo vệ. Ta, không muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực của ta lúc người bên cạnh bị người khác tấn công bây giờ ta chỉ còn lại một ý nghĩ thành tựu khai thiên nguyệt hà cô có nhìn thấy đây là gì không thiếu ra đây là một đôi tay vô lực nay ta có thể dùng nó làm gì bà chủ bị ta liên lụy rơi vào khốn cảnh sức mạnh mà đôi tay này nắm được vốn không thể giúp gì cho cô ấy chỉ có sức mạnh của mình mới có thể thay đổi mọi thứ các ngươi muốn ta ở đây thành tựu khai thiên ta có thể thỏa mãn các người. Nhưng các người phải cho ta một phần tài nguyên lục phẩm âm hành chứ hả? Các ngươi ai có lục phẩm? Mau cho hắn, chỉ cần dương khai tấn thăng lục phẩm, mối họa trong lòng tự nhiên cũng có thể hóa giải. Chuyến này chúng ta đến vội vàng, tài nguyên lục phẩm càng là thứ hiếm có, làm gì nói lấy là lấy ra được. Dương tiểu tử, chúng ta không có lục phẩm âm hành, trong tay bổn quân cũng chỉ có một phần ngũ phẩm âm hành. Chi bằng như vậy, ngươi ở đây chờ một tháng, bổn quân bây giờ truyền tin bảo người đưa một phần lục phẩm âm hành đến. Không được, bây giờ ta muốn lục phẩm âm hành. Nói rồi không có, ngươi muốn bổn quân biến ra sao? Ta không tin, trừ phi các ngươi đem nhẫn cho ta kiểm tra. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói gì không? Nhẫn không gian là gương mặt thứ hai của võ giả bọn ta, ngươi đây chẳng phải là đang tát mặt của bọn ta sao? Nếu các ngươi không cho, bây giờ ta về hư không địa. Ta không tin ta chờ cả đời còn không chờ được một phần thượng phẩm âm hành. Ngươi dám đi, chẳng lẽ sống chết của Lan U nhược ngươi mặc kệ sao? Vậy thì ngươi nên cầu mong bà chủ nhà ta bình an vô sự. Nếu cô ấy rớt một cọng tóc, chờ sau này ta tấn thăng cửu phẩm, chắc chắn sẽ giết sạch các người. Hỗn dược. Dương Tiểu Hữu bớt giận, chuyện này còn có thể bàn bạc, chỉ là Tiểu Hữu muốn tát mặt của bọn ta, phải trả giá chứ hả? Các người đưa nhẫn cho ta, nếu sau khi kiểm tra xác nhận không có, vậy thì ta tấn thăng ngũ phẩm, cái giá này đủ lớn chứ. Thiếu ra không được, vốn lục phẩm đã ủy khuất rồi, ngũ phẩm đối với người là sỉ nhục. Dương Khai, cậu có tiềm năng như vậy, đừng làm chuyện ngốc, phải đó sư đệ, chờ thêm đi. Thời gian một tháng, chúng ta chờ được, bà chủ không chờ được, đừng quên ta còn có gì. Đúng rồi, trong tay thiếu ra còn thứ đó, có thứ đó thành tựu ngũ phẩm với lục phẩm, không khác gì. Còn có thể mượn cớ làm tê liệt người khác, để người bên cạnh cho rằng dương khai chẳng qua là ngũ phẩm khai thiên Để hắn thoát khỏi vòng xoáy của các động thiên phúc địa Tiểu tử, những không gian có thể để cậu kiểm tra Nhưng nếu cậu dám nuốt lời Bọn ta cho dù phải chịu cơn giận của long tộc Hôm nay cũng phải giết cậu ở đây Yên tâm, tuy ta chẳng qua là đế tôn Cũng cần mặt mũi hơn ai đó Đương nhiên nói lời giữ lời Chỉ có ngũ phẩm, sau này có thể thành khí gì chứ Như vậy, chính là chặt đứt tiền đầu của tiểu tử này Ta nói bốn người các ngươi đúng là vô sỉ. Tưởng lén lén lấy một ít bỏ vào trong tiểu càn khôn, ta sẽ không phát giác ra sao? Tiểu tử này khai thiên nhãn rồi hay sao, cái này cũng có thể nhìn ra. Đưa đây đi. Nếu như đã xác định rồi, vậy thì trả nhẫn lại đây đi. Ta vốn là người muốn tấn thăng thượng phẩm khai thiên, hiện giờ chỉ có thể trở thành ngũ phẩm, những nhẫn không gian này đương nhiên là bồi thường cho ta rồi. Tiểu tử thối, ngươi nói chuyện đều là phóng giám sao? nói mà không giữ chữ tín thật đúng là vô liêm sỉ đây chính là ngũ phẩm âm hành mà ngươi nói nhìn có vẻ rất tầm thường tiểu tử ngươi mắt chó coi thường người đây chính là thiên âm xa trong ngũ phẩm tư nguyên cũng là một trong mấy loại chân quý nhất rồi thần thông bí thuật mà nó diễn hóa ra không có gì kém hơn lục phẩm ngươi cứ mừng thầm đi ta vốn là muốn tấn thăng thất phẩm đến nay lại bị người ép chỉ có thể tấn thăng ngũ phẩm ta còn phải mừng thầm não ngươi không sao chứ thời gian cấp bách phiền tiền bối hộ pháp cho tiểu tử tiểu tử việc rất quan trọng ngươi đừng có hối hận chỉ cần có thể cứu được bà chủ ta không có gì phải hối hận trúc cửu âm đã dùng tơ nhện bọc mên lại thành cái kén thiên địa chưa khai là vì hỗn độn dương khai đây là đã đến biên giới tấn thăng rồi tốc độ này cũng nhanh quá rồi đấy cách thời gian hắn luyện hóa thiên âm xa chỉ mới một ngày mà thôi kẻ này thật đúng là kỳ tài không sai đến những thượng phẩm khai thiên như chúng ta cũng chưa chắc có thể làm được. Thiên âm xa luyện hóa tạm tạm rồi, mê nghiến răng hô lên một tiếng, á, à. Khó chịu quá đi chẳng trách người ta nói tấn thăng khai thiên cảnh hung hiểm vô cùng, đây mới là tấn thăng ngũ phẩm khai thiên đã gặp phải ải khó thế này, tấn thăng thất phẩm chỉ sợ độ khó càng lớn hơn. Tiểu tử thối đang dở trò gì vậy? Tấn thăng ngũ phẩm khai thiên mà thôi, có cần khó khăn vậy sao? Hỗn độn chưa khai, kẻ này chết chắc rồi ta tưởng tiểu tử này có bản lĩnh đến mức nào nhìn cảnh tượng trước mắt này nếu hắn thật sự tấn thăng thất phẩm chắc chắn phải chết biết sinh tử thì có thể hiểu sinh tử không biết chính là có sinh không tử cái gì là chân thực cái gì là hư huyễn mọi thứ chỉ nằm trong nhất niệm men đã chính thức tấn thăng khai thiên cảnh ngũ phẩm tiểu càn khôn đã thành tiểu tử này cuối cùng cũng tấn thăng khai thiên rồi huyền giới châu tiểu tử ngươi muốn làm gì tiểu tử muốn chơi một ván lớn. Tiền bối, thiếu gia muốn làm gì vậy? Đây là muốn đem hạt châu này dung hợp làm một với tiểu càn khôn của chính mình. Mên hô lên một tiếng, giải. Huyền giới châu đã vỡ tan ra. Tiểu càn khôn của hắn trở nên không ổn định rồi. Điên rồi điên rồi. Hành động này nếu không thành, sẽ là kết cục tiền công tận khí, không còn gì hết. Tiểu tử ngươi hồ đồ rồi. Thành rồi, đỉnh thiên lập địa không hổ là bất lão thụ đây là hiện hóa của đỉnh phong trường thanh bí thuật không ngờ rằng lại đồ sộ như vậy đây là pháp tướng hiện hóa của kim ô chú nhật nếu đã có kim ô chú nhật vậy thứ còn lại cũng nhật thăng nguyệt lạc thời gian luân chuyển trong tiểu càn khôn của ta ngập tràn thời gian pháp tác nồng hậu để lĩnh ngộ của ta về thời gian pháp tác đề thăng lên mấy tầng cấp đây thật đúng là một kinh hỉ bất ngờ sau khi huyền giới châu dung hợp với tiểu càn khôn của mình tiểu thế giới càn khôn mới hình thành cùng kế thừa hết các chức năng của huyền giới châu. Bên trong tiểu huyền giới, vườn thuốc, đẹp quá đi, đúng vậy, đẹp quá. Trong tiểu càn khôn thế giới của mình, có tinh thần nhật nguyệt, có dòng chảy thời gian. Âm dương ngũ hành hội tụ, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không dứt, đại đạo hoàn thiện, pháp tắc đầy đủ. Cho dù là tiểu càn khôn của thượng phẩm khai thiên cũng chưa chắc đã hoàn thiện như của mình. Trở lại hư không, men đang ngồi cười sung sướng. Tấn thăng ngũ phẩm khai thiên thôi mà đã vui tới vậy. Phải có trí tiến thủ chứ tiểu tử. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Sau lần này, tiền bối đã có được tự do. Ngày sau không còn bị ta ràng buộc nữa. Việc này không cần ngươi nói nhiều. Bổn cung tự hiểu. Cũng đa tạ khúc sư tỷ Ta không giúp được gì cho ngươi. Khúc sư tỷ có thể tới đây. Với ta đã là trợ giúp lớn nhất rồi. Men thi triển không gian pháp tắc mở đường vào bên trong vô ảnh động thiên. Về hư không địa chờ ta, ta nhất định mang bà chủ quay về. Thiêu gia chờ ta với, sao cửa vào này lại biến mất nhanh vậy? Đừng phí công nữa, cửa vào bí ẩn khó dò, đến bổn quân cũng không tìm được, tiểu tử đó cũng nhờ tinh thông không gian pháp tắc mới có thể đi vào. Nhưng hắn đi vào một mình, kể ra là lựa chọn thông minh. Sao nói như thế? Vô ảnh động thiên này quỷ dị vô cùng, có vào không ra, tiểu tử đó sợ cũng không chắc chắn có thể sống sót ra khỏi, tất nhiên không muốn các ngươi theo hắn vào chịu chết chúc sư tỷ lần này đắc tội rồi cáo tử nói không sai các ngươi đừng lãng phí công sức chúng ta về hư không địa trước các ngươi đi trước đi ta muốn ở lại đây chờ thiếu gia và tỷ tỷ đi ra một năm không ra ta sẽ ở đây một năm mười năm không về ta sẽ ở đây mười năm có cần phải thế bây giờ hư không địa chỉ mới bắt đầu phát triển lại không có quá nhiều cường giả chấn giữ ngươi không về hư không địa thì còn hy vọng vào ai nếu ngươi thật vì tiểu tử đó thì trở về giúp hắn quản lý hư không địa cho tốt. sư đệ bản lĩnh cao cường, có thể làm việc người bình thường không làm được. mỗi khi gặp cảnh khó khăn luôn tạo ra kỳ tích. hắn đã tin tưởng cô nương như thế, cô cũng phải tin tưởng hắn chứ. đa tạ tiền bối và cô nương chỉ điểm. giờ ta sẽ trở về. lúc này ở một nơi nào đó trong phá toái thiên, thánh linh trưởng thành quả thật không dễ đối phó. bây giờ mình phải lập tức tìm một nơi điều chỉnh tiểu càn khôn của bản thân, nếu không nhất định hậu hoạn vô cùng là ai? Đại nhân sao lại bị thương? Không sao, người khác đâu, chúng ta vẫn luôn bị Hắc Nha Thần Quân truy kích, chỉ có một mình thuộc hạ trốn thoát. Hết cách ta buộc phải tránh đi, không nghĩ cảm nhận được khí tức của đại nhân ở đây, bèn chạy tới. Ngũ Phẩm Khai Thiên như ngươi có thể thoát được truy sát của Hắc Nha Thần Quân, ngươi may thật đấy. Xin đại nhân lên thuyền trị thương, thuộc hạ sẽ dẫn người về Vạn Ma Thiên ngay. Được. Nửa canh giờ sau trong mật thất, Đột nhiên một tiếng nổ vang lên trên chiến thuyền của hắn. Đại nhân mau đi, Hắc Nha tới rồi. Hắc Nha, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn tôm bắt nạt. Ta sống đời này chưa bao giờ có khi nào chật vật như hôm nay. Đi. Hắn ta vội vàng rời khỏi thuyền qua lỗ hổng. Vừa ra đã bị một đấm tới từ sau lưng. Mạc Thắng, ngươi làm gì vậy? Mạc Thắng, sai rồi sai rồi, Mạc Thắng đã chết rồi. Bổn tọa chỉ dùng nhục thân của hắn thôi, ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Thắng, tên năm đó từng giới thiệu mình là đệ tử Ma Tông, bởi vì vô tình vào một bí cảnh bị giam trong đó nhiều năm, sau thoát ra việc làm đầu tiên là quay về Vạn Ma Thiên. Cho ngươi biết cũng không sao, Bổn tọa Ô Quảng là người mai sau định sẵn sẽ chinh phục Tam Thiên thế giới này, trở thành chủ nhân của Tam Thiên thế giới. Ngươi muốn trở thành chủ nhân của Tam Thiên thế giới? Ăn nói hoang đường. Có phải lời hoang đường hay không, ngươi không biết được bởi vì ngươi sẽ chết ngay thôi ngươi quyết tâm muốn giết ta nhưng dù ngươi giết ta ở đây cũng không được lợi ích gì chính sự tồn tại của đại nhân với ta đã là lợi ích lớn nhất ta còn chưa được nếm mùi thất phẩm khai thiên đâu đại nhân ngươi nhất định phải kiên trì đấy đây là đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh sai rồi đây là công pháp bổn tọa tự sáng tạo vệ thiên chiến pháp ngươi lại có thể tự sáng tạo công pháp lợi hại như thế không hổ là thất phẩm mùi vị tuyệt vời hơn bọn tứ phẩm ngũ phẩm kia nhiều. Sức mạnh của đại nhân đủ cho ta tấn thăng lên lục phẩm rồi, thuộc hạ đa tạ đại nhân ban ân. Lúc này ở bên trong Vô Ảnh Động Thiên, đây chính là Vô Ảnh Động Thiên, nơi này sao hoang vắng vậy? Là lúc mình vào gây ra lượng dao động đã thu hút họ đến đây. Mình đang sầu không tìm được người hỏi thăm tin tức của bà chủ. Người mới đến, xem khí tức của ngươi, hình như vừa tấn thăng. Đúng. Vừa tấn thăng khai thiên đã rơi vào nước này đáng tiếc dám hỏi vị sư huynh này xưng hô thế nào mã thiên nguyên thì ra là mã sư huynh tiểu đệ mới đến đất khách quê người muốn tìm mã sư huynh hỏi thăm chút tin tức không biết có tiện không cậu muốn hỏi thăm tin gì hỏi thăm tung tích của ba người một nữ hai nam nữ là lục phẩm khai thiên hai nam ngũ phẩm một người giống đầu bếp người còn lại có đôi mắt cá chết ai nhìn cũng muốn đấm hắn ha ha thì ra vị sư đệ này quen với vị phu nhân đó Mã Sư Huynh biết nay họ đang ở đâu? Biết, đương nhiên biết, họ đang ở vô song xá ta làm khách, cách đây không xa, nếu Sư Đệ muốn gặp họ, Mã Mỗ có thể dẫn đường cho Đệ. Vậy thì phải đa tạ Mã Sư Huynh rồi. Không khách sáo, vì phu nhân đó là khách quý của xã vô song ta, Sư Đệ quen cô ấy, vậy thì cũng là khách của xã vô song ta, mời bên này. Mã Sư Huynh, hôm nay ta vừa đến đây, không biết gì về chỗ này, dám hỏi xã vô song này là nơi như thế nào, có phải là thế lực của Mã Sư Huynh không? Không dám nói vậy, xã Vô Song ta tam đại khôi thủ đều là lục phẩm khai thiên, Mã Mũ chẳng qua ngũ phẩm mà thôi. Chẳng qua là một tên lính dưới tọa của khôi thủ, nào dám nói xã Vô Song này là của Mã Mũ? Xã Vô Song có ba vị lục phẩm, Mã Đại ca năm đó cũng là lục phẩm. Mã Sư Huynh nếu là lục phẩm, sau nay lại là ngũ phẩm. Một lời khó nói hết, cậu vừa đến vô ảnh động thiên này, ở lâu rồi, cậu đương nhiên sẽ biết hung hiểm ở đây. Phải rồi, cậu làm sao rơi vào đây? Tôi đến tìm người. Người cậu muốn tìm là vị phu nhân đó. Đúng vậy, cậu vào là vì tìm người. Cậu có biết vô ảnh động thiên này vào rồi cả đời đừng hòng ra không? Có nghe nói qua, nhưng chuyện do người làm, nếu có lòng, sẽ tìm được cách để ra ngoài. Ba người đó chắc đối với sư đệ mà nói rất quan trọng. Hai người đàn ông là bạn ta, mà người đàn bà đó tên Nguyệt Hà, là chị ta, cô ấy đối với ta ân nặng như núi, nếu không có cô ấy giúp, cũng không có ta ngày hôm nay. Sư đệ biết báo ân, đúng là người có tình. Mã mỗ bằng lòng kết giao loại người có nghĩa khí như sư đệ. Sư đệ, sao không đi nữa? Vị tỷ tỷ đó của ta, không tên Nguyệt Hà. Ba người đó là khách quý của xã Vô Song, ngươi không thể nào ngay cả tên của họ là gì cũng không biết chứ. Nếu họ không ở xã Vô Song ngươi, ngươi lại muốn dụ ta đến, rốt cuộc có ý đồ gì? Nếu sư đệ đã phát giác, vậy mã mỗ cũng không giấu cậu nữa đúng vậy vị phu nhân đó quả thật không ở xã vô song ta vậy cô ấy ở đâu ta không biết nửa năm trước ba vị khôi thủ của bọn ta kéo họ gia nhập xã vô song họ không đồng ý còn về nay họ ở đâu ta cũng không rõ ta chỉ nghe nói người của huyền dương sơn từng truy bắt ba người họ người của huyền dương sơn tại sao truy lùng họ trong vô ảnh động thiên này có ba đại thế lực một là huyền dương sơn hai là xã vô song ta ba là đảo song tử mỗi nhà đều có mấy vị lục phẩm khai thiên chấn giữ, không xâm phạm nhau, tương an ở đây. Trong vô ảnh động thiên này ít khi có người mới vào, và lại chỗ này môi trường ác liệt, tài nguyên tu luyện hiếm, cho nên mỗi người mới vào đều sẽ bị lôi kéo, vật tư tu luyện trên người họ sẽ bị thu hết. Đây chính là nguyên nhân ngươi muốn dụ ta đến xã vô song. Đúng vậy, ba người bạn đó của cậu thực lực không kém, đồ tốt trên người chắc không ít. Hơn nữa, sơn chủ thứ hai của huyền dương sơn đó háo sắc như mạng, vị phu nhân đó quốc sắc thiên hương nếu hắn gặp được nhất định có ý nghĩ huyền dương sơn vị sư đệ này ta dẫn đệ vào xã vô song cũng không phải toàn vì vật tư đệ mang đến cũng là vì tốt cho đệ vô ảnh động thiên này rất quỷ dị nếu đệ không gia nhập ba đại thế lực hiện có vốn không thể sinh tồn lâu dài không gửi gắm dưới ba đại thế lực chỉ e không đến ba tới năm năm đã chết ở đây ta đến vô ảnh động thiên là vì tìm người không có hứng thú gia nhập xã vô song đó của ngươi nhờ vào câu này của ngươi lát nữa tha ngươi không chết nếu sư đệ ngoan cố như vậy tại hạ chỉ có thể đắc tội nhưng sư đệ yên tâm mã mỗ không phải người đuổi cùng giết tận chỉ mong đệ đừng phản kháng quá lợi hại tự sẽ không lấy mạng đệ hai người phía trước đã lao tới ra tay mê nhẹ nhàng tặng mỗi người họ một đường nguyệt nhận cả ba bị đánh cho thổ huyết sao lại vậy ngươi thật sự vừa mới tấn thăng ngũ phẩm sao thật mã sư huynh gió lên rồi Gió sắp lên rồi, còn không dừng tay. Gió gì? Dù sao ta đã nhắc nhở rồi, gió gì lát nữa tự cậu từ từ trải nghiệm là biết. Đi, giả vờ thần bí. Hôm nay lúc này, cuối cùng ta cũng có một phần sức mạnh thuộc về mình. Ở thế giới tam thiên này không tấn thăng khai thiên, quả nhiên vẫn không có tư cách nói chuyện. Mở đầu ngũ phẩm khai thiên quả thật có hơi thấp, nhưng so với sự chờ đợi dài răng rằng không có hy vọng, sức mạnh nắm trong tay mới là thứ chân thật, ta tuyệt không hối hận cũng không phát giác ra gió này có chỗ nào đặc biệt, sao họ lại sợ như vậy. Mình phải mau đến huyền Dương Sơn một chuyện, nói không chừng có thể tìm thấy manh mối gì. Cuối cùng mình cũng biết vô ảnh động thiên này tại sao hoang vắng như vậy, môi trường ác liệt như vậy, không hoang vắng mới lạ. Không đúng, gió này còn thổi vào trong thế giới tiểu càn khôn của mình. Đây rốt cuộc là gió gì, lại đang sợ như vậy. Gió này có thể thổi vĩ lực thế giới trong tiểu càn khôn ra, làm suy yếu đế ẩn của tiểu càn khôn là gió này khiến mã thiên nguyên từ lục phẩm rơi xuống ngũ phẩm. Thời gian trôi qua, sau khi gió đã ngừng thổi, trên một hoang nguyên nào đó. Mình cực khổ đào hố sâu hàng trăm trượng để ẩn trốn, nhưng gió còn thổi cả vào trong. Mới thổi nửa canh giờ mà đế ẩn trong tiểu càn khôn của mình đã giảm đi hơn một thành. Còn thổi thêm chục lần nữa thì mình chết chắc, cần phải mau chóng nghĩ cách. Bên trong tiểu càn khôn, cả tiểu càn khôn, trừ nơi này thì những nơi khác đều không có dấu vết bị gió lớn thổi qua. Chẳng lẽ cây thường xanh của mình có thể chống lại gió lớn? Nếu đúng như vậy, thì mình sẽ có thêm một lá bài tẩy bảo mệnh trong vô ảnh động thiên này, nhưng phải chờ lần sau Cùng Phong lại thổi mới có thể kiểm chứng. Trở lại bên ngoài Hoang Nguyên, "Má ơi, cuối cùng đã thấy người rồi. Tôn giá là ai, sao lại đuổi theo huynh đệ ta?" Hai vị, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn hỏi đường thôi, dám hỏi tới Huyền Dương Sơn đi đường nào? Vị huynh đệ này không biết Huyền Dương Sơn ở đâu ngươi là người mới tới vô ảnh động thiên đúng vậy tại hạ bất cẩn rơi vào vô ảnh động thiên này nghe nói nơi này có ba đại thế lực huyền dương sơn được coi là đệ nhất ta muốn tới đó nhưng không biết đường vì vậy mới muốn hỏi hai vị vài câu hóa ra là như thế ngươi nói không sai huyền dương sơn ta có tứ đại sơn chủ ai cũng là lục phẩm khai thiên vô song xã và song tử đảo căn bản không thể so sánh với huyền dương sơn ta hai vị là người của huyền dương sơn vậy thì trùng hợp quá nếu hai vị tiện đường, liệu có thể dẫn ta đi Huyền Dương Sơn một chuyến?" Hai người họ truyền âm nói với nhau. Dù sao cũng không vướng bận việc gì, vị sư huynh này nguyện gia nhập Huyền Dương Sơn ta, nghĩ ắt các sơn chủ cũng vui vẻ chào đón, huynh đệ ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến vậy. Vậy thì đa tạ hai vị. Đúng rồi, nửa ngay trước nơi quái quỷ này có một trận gió lớn thổi qua, gió này rốt cuộc có gì gây gớm, mà ta tránh xuống trăm trượng dưới đất cũng không thể tránh được. Dương sư huynh có điều không biết do đó được gọi là vô ảnh cương phong, không đâu là không xâm nhập vào. Cả vô ảnh động thiên chỉ có lác đác mấy chỗ không bị quấy nhiễu, những nơi khác đều không thể né tránh. Những nơi này chính là nơi đặt tổng bộ của ba đại thế lực trong vô ảnh động thiên, huyền dương sơn ta chính là nơi lớn nhất. Thảo nào lúc trước người mà ta gặp được nói là ở vô ảnh động thiên này, không gia nhập ba thế lực lớn thì không thể sống sót. Dĩ nhiên, không có nơi bảo vệ, sớm muộn sẽ bị vô ảnh cương phong đó thổi cho tan biến, càng khôn sụp đổ, khi đó thì tất chết không nghi ngờ. Cả vô ảnh động thiên này, chỉ có tổng bộ của ba đại thế lực có thể tránh được. Chẳng lẽ là rất nhiều năm qua, không có ai yên ổn sống sót ở ngoài ba đại thế lực. Cũng không phải, còn có một số nơi giải rác khác, nhưng quy mô khá nhỏ, không dung nạp được quá nhiều người. Kể ra thì, lúc trước cũng có ba người lưu lạc ở ngoài, bây giờ thì không biết tình hình thế nào. Ba người này có lai lịch gì, tại sao lại lưu lạc ở ngoài? Ba người đó có tu vi cực bất phàm, trong đó có một nữ tử là Lục Phẩm Khai Thiên. Tất nhiên các vị sơn chủ muốn lung lạc bọn họ, nhị sơn chủ còn hứa với nữ tử đó là sẽ cho cô ta làm sơn chủ thứ năm. Chỉ tiếc bọn họ đã từ chối. Có thể làm sơn chủ thứ năm là chuyện tốt, tại sao nữ tử đó phải từ chối? Nhị sơn chủ của bọn ta có một tật xấu là háo sắc, nữ tử đó tư sắc bất phàm, tu vi lại tương đương với nhị sơn chủ. Vì vậy nhị sơn chủ đã đưa ra một yêu cầu, đó chính là trở thành bạn lữ với hắn vậy mới được trở thành sơn chủ thứ năm của huyền dương sơn nữ từ đó cũng không biết có lai lịch gì mà rất nóng tính một lời không hợp là đã muốn ra tay đánh nhị sơn chủ sau đó thì sao số ít khó địch lại số đông các vị sơn chủ liên thủ đánh cô ta bị thương nhưng vẫn để cô ta chạy mất nhị sơn chủ rất tức giận còn dẫn người đuổi theo một hồi nhưng cuối cùng vẫn tay trắng trở về hai vị có biết ba người đó đang ẩn nấp ở đâu dương sư huynh hỏi câu này để làm gì tò mò thôi Nơi ẩn thân của bọn họ thì huynh đệ ta cũng không rõ, nhưng Nhị Sơn chủ thì chắc là biết. Phía trước chính là Huyền Dương Sơn, một tháng gần đây chính là kỳ trực của Nhị Sơn chủ, Dương sư huynh, ta dẫn ngươi đi gặp Nhị Sơn chủ trước, đợi vào Huyền Dương Sơn rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp. Vậy thì làm phiền hai vị. Cảnh chuyển tới tẩm điện của Vân Phi Bạch. Là ngươi muốn gia nhập Huyền Dương Sơn ta. Ngươi chính là Nhị Sơn chủ của Huyền Dương Sơn. Không sai, bổn tọa chính là Nhị Sơn chủ của Huyền Dương Sơn, Vân Phi Bạch. Hơn nửa năm trước, từng có một nữ hai nam tới nơi này, nữ từ đó bị ngươi đả thương. Dương sư huynh, ngươi hỏi câu này làm gì? Không sai, nữ từ đó bị Bổn Tọa đánh bị thương, Bổn Tọa muốn cô ta trở thành nữ nhân của ta là coi trọng cô ta, cô ta lại không biết thức thời. Sao nào, ngươi biết cô ta? Tất nhiên là biết, đó là bà chủ của ta. Nói vậy, thì chuyến này ngươi tới Huyền Dương Sơn ta cũng không phải để gia nhập. Vậy ngươi tới để làm gì? Ngươi đả thương bà chủ của ta? tất nhiên ta tới để báo thù. Chỉ bằng ngươi, cũng được, bổn tọa cũng đang chuẩn bị mấy ngày tới đi bắt nữ nhân đó. Ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy bổn tọa sẽ bắt ngươi đi tìm cô ta, ngươi bảo vệ cô ta như thế, chắc cô ta sẽ không mặc sống chết của ngươi. Muốn bắt ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. To gan, đã có một cô gái lao tới giao đấu với men, cút đi. Cô ta đã bị men đánh bay về phía sau. Càn rỡ, các ngươi mau bắt hắn cho ta. Yếu thật, không có một ai mạnh một chút. Vân Phi Bạch đã ra tay, ngươi muốn chết. Không hổ là lục phẩm khai thiên, thực lực hai bên có cách biệt rõ rệt, trận này chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Mên lao thẳng tới hắn ta, tiểu tử này, thực lực lại ghê gớm như thế. Hắn đúng là chỉ mới tấn thăng ngũ phẩm khai thiên ư? Đại tự tại thương, mên thêm kim ô chân hỏa lên ngọn thương. Không ổn ta lại bị một tên ngũ phẩm khai thiên mới tấn thăng ép đến độ phải sử dụng bí bảo kiếm thư. Nhục nhã, tuyệt đối nhục nhã. Cho đến hôm nay, mình mới chân thật cảm nhận được uy lực của thương long thương. Đây là một món bí bảo chỉ có khai thiên cảnh mới có thể phát huy ra thực lực thực sự. Mình đã kích hoạt uy năng của kiếm thư tới mức cao nhất, nhưng vẫn không thể giải quyết tiểu tử này. Đậu xanh, tiểu tử đó đâu rồi? Mên đã xuất hiện ngay bên cạnh Vân Phi Bạch đâm cho hắn một thương vào giữ ngực thổ huyết. Hắn ta bị đánh lê trên mặt đất, rồi dầm một tiếng. Lần này thu ít lãi trước, lần sau ta tất lấy mạng chó của ngươi. Giết hắn, giết hắn cho ta. Đại Sơn Chủ, Đại Sơn Chủ huyền dương Sơn mau chiết. Lão nhị, sao lại thành ra như thế? Bị một tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch đánh lén. Nếu ta không cảm nhận sai, thì người đó là ngũ phẩm khai thiên. Chỉ mới ngũ phẩm mà đã đánh ngươi thành ra thế này, hắn có la lịch gì? Cái đấy thì phải hỏi bọn chúng. Đệ tam sơn chủ, cảnh thanh. Đệ tứ sơn chủ, chu nhã. Để hắn chạy rồi. Ừ, không phải tiểu tử đó đã bị lão nhị đánh bị thương rồi sao? Hai người các ngươi đích thân truy đuổi mà vẫn để hắn chạy thoát. Tiểu tử đó tinh thông không gian pháp tắc, có thể thi triển thuật thuấn di, chớp lên mấy cái đã không thấy tung tích. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, hẳn là vậy. Thảo nào to gan như thế, Dám một mình xông vào Huyền Dương Sơn ta, theo như lời của huynh đệ Nguy thị, người này tới vì Lan U Nhược, chắc đã đi tìm Lan U Nhược rồi. Lão Tam, lão Tứ, các ngươi đích thân đi một chuyến, nhất định phải bắt tiểu tử đó về. Hình như đại ca rất coi trọng tiểu tử đó. Chúng ta bị nhốt ở Vô Ảnh động thiên mấy nghìn năm, chẳng lẽ các ngươi cam tâm bị nhốt ở nơi quái quỷ này cả đời? Ý của đại ca là. Tiểu tử đó tinh thông không gian pháp tắc, sẽ nhạy cảm với dao động của sức mạnh không gian hơn bất cứ ai khác không chừng, hy vọng để chúng ta rời khỏi vô ảnh động thiên này đang đặt ở hắn. Lúc này ở một hang động nào đó, truy binh dai thật, may mà đã cắt đuôi bọn chúng rồi. Nửa ngày sau, có người tới. Ngươi là nữ nhân bên cạnh Vân Phi Bạch, sao ngươi tìm được ta? Ta rất nhạy cảm với mùi, mùi máu của ngươi khác với những người khác. Đã có bản lĩnh này, tại sao không dẫn cường giả ở huyền dương sơn tới mà lại một mình tới tìm ta, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? đây là cái gì? Nếu ngươi có thể giết Vân Phi Bạch, thì chính là ân nhân của ta. Trong ngọc giản này ghi chép bản đồ của cả vô ảnh động thiên và cả vị trí nơi bà chủ đang ở. Xem ra nữ tử này bị Vân Phi Bạch cưỡng chế bắt làm đồ chơi cho hắn, trong lòng có oán hận đây. Mấy ngày sau, ngoài miệng núi lửa, lại rơi vào nơi này rồi sao? Bà chủ là lục phẩm khai thiên tri tôn, thân thể yểu điệu tôn quý, lại vì mình mà rơi vào vô ảnh động thiên chịu khó mang vạ, là mình liên lụy người ta có người ở đây không sao hình như ta lại nghe thấy tiếng của dương khai ấy nhỉ tiểu tử đó là đế tôn cảnh sao lại tiến vào nơi như vô ảnh động thiên chắc chắn là ngươi nghe nhầm rồi hả không phải là thật đó chứ tiểu tử đậu xanh bà chủ tiểu tử thối ngươi bà chủ ta nhớ người chết đi được bà chủ ta tìm người cực khổ quá đi bà chủ người đây là làm gì vậy Ngươi hỏi ta làm gì à? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đó. Đừng đánh bà chủ ơi. Lộ hết cả ra rồi đây này. Tiểu tử thối ta đạp chết ngươi. Đạp chết ngươi. Ngươi là đang thương cho hắn đấy. Bà chủ, đừng đạp nữa. Cút hết đi cho ta. Hôm nay ta nhất định phải giết chết hắn. Đạp như vậy không chết người được đâu. Loại việc nặng này để hai huynh đệ tôi lên là được rồi. Hừ, các ngươi ngắm chúng chỗ nào vậy? Đừng. Đùa đủ rồi, Hai người các ngươi muốn thật sự đánh chết hắn sao? Thăng lên khai thiên cảnh rồi, ngũ phẩm. Ừ, ngươi muốn khiến ta tức chết à? Khai thiên cảnh ngũ phẩm cũng là khai thiên mà. Bà chủ người đừng khóc. Hỏng rồi hỏng rồi, ta khiến bà chủ tức phát khóc rồi, phải làm sao đây? Đây không phải bà chủ giận đâu, không phải giận. Vậy là gì? Bà chủ đang tự trách là cảm thấy cậu vốn là có thể thành thượng phẩm khai thiên bây giờ lại vì ngài ấy mà thành ngũ phẩm. Thành khai thiên là lựa chọn của bản thân ta, không liên quan đến bà chủ. Bất luận nói thế nào, cậu có thể tới chỗ này tìm chúng tôi, sau này là huynh đệ tốt của chủ tử tôi. Trước đây huynh đệ tốt của tôi chỉ có hai người lão bạch và trướng phòng, sau này có thêm cậu nữa. Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt, đoạn tử tuyệt tôn cước, diệt đáng chi tai bổng, ta nhớ hết đấy. Các người có tính là gì chứ? Anh em cây khế thì có. Dương tiểu tử, tạo hình mặt mũi bầm dập của cậu khá độc đáo đấy. Ngươi còn nói thế được à? Bị thương ra thịt không gì đáng ngại, chỗ tôi có một bình hóa ứ cao, bôi một chút, nghỉ ngơi thêm là có thể khỏi rồi, nào nào nào, tôi bôi giúp cậu. Đau đau đau, đau chết đi được, động tác của ngươi đừng thô bạo như vậy có được không hả? Lão tử là chủ tử, bình thường toàn xử lý cá với thịt, chính là thủ pháp này đấy. Ra tay không nặng không nhẹ, để ta. He he, cười ngốc gì thế sau đó là tiếng hét của mên đã thành ngũ phẩm rồi hết cách quay đầu sau này có hối hận cũng không giải quyết được gì không hối hận vì bà chủ người đừng nói là vô ảnh động thiên nhỏ bé dù là 36 động thiên 72 phúc địa ta cũng dám xông vào vết thương này của ngươi là chuyện gì trước khi tới đây ta đã tới huyện Dương Sơn một chuyến ngươi không cần mạng nữa à ngũ phẩm nhỏ bé lại dám xông vào huyện Dương Sơn Chuyện này có phải là do tên Vân Phi Bạch làm đúng không? Ha, bỏ đi. Sau này hành sự, không được kích động như vậy. Ta nhớ rồi. Ngươi vừa thăng lên ngũ phẩm, cần củng cố tu vi gấp, ngươi bế quan trước đi. Tuy nơi này không phải nơi đặc biệt an toàn gì, nhưng toàn bộ Vô Ảnh Động Thiên đã không còn vị trí nào tốt hơn nữa. Được, có điều chuyện mình muốn làm khi bế quan không phải là củng cố tu vi của ngũ phẩm khai thiên, mà là nhanh chóng thăng lên lục phẩm sau đó ở sâu trong hỏa sơn rung động. Dương Khai còn chưa ra sao? Chưa, đã sắp một tháng rồi, xem ra lần trước hắn bị thương không hề nhẹ, chúng ta có cần đi xem thử không? Không cần đâu, nếu hắn thật sự đang trong thời gian trị thương quan trọng, bị làm phiền thì không tốt đâu. Vừa rồi ta ra ngoài tuần tra một lượt, phát hiện phía huyền Dương Sơn đã sẵn sàng ra trận, xem ra là chuẩn bị ra tay với chúng ta. Di chuyển trước đã, một năm nay chúng ta bị vô ảnh canh phong liên tục ảnh hưởng, thực lực giảm mạnh, không tiện va chạm với bọn chúng. Vô ảnh động thiên này lớn như vậy, chúng di chuyển ta có thể đi đâu được chứ? Trừ phi chúng ta lựa chọn gia nhập vô song xã hoặc song tử đảo kia. Hai nhà này, các ngươi cảm thấy bên nào tốt? Vậy nhất định là song tử đảo thích hợp nhất rồi. Chủ tử nói rất đúng, song tử đạo chỉ có hai vị lục phẩm khai thiên tọa chấn, thực lực kém nhất. Một lục phẩm khai thiên như bà chủ nếu có thể gia nhập, việc tốt thế này song tử đảo tự nhiên sẽ vô cùng vui mừng không nói đến việc này vội, tính ngày tháng, vô ảnh canh phong kia lại sắp nổi lên rồi, đợi nó qua đi rồi lại tính vậy. Ba ngày sau đó, gió này quả nhiên là dã man, cho dù ở trong động, tiểu càn khôn cũng bị chấn đến dã rời. Đây là cây đột nhiên mọc ra, cây này có thể chặn lại vô ảnh canh phong. Dễ cây mọc ra từ trong mật thất, chắc không phải là thần thông pháp tướng của Dương Khai chứ. Không phải thần thông pháp tướng, chỉ là một đạo bí thuật. Cho dù là bí thuật, có được uy lực thế này đã giỏi lắm rồi, tiểu tử thối này rốt cuộc đã luyện hóa mộc hành tư nguyên phẩm dai gì vậy. Dùng trung phẩm thế giới quả cả tháng trời rồi. Ta vẫn luôn duy trì không ngừng hấp thu thế giới vĩ lực mà thế giới quả này phát tán ra. Đến nay nội tình tổn thất của tiểu càn khôn của ta không chỉ hoàn toàn được bổ sung, còn có được tăng cường cực lớn. Thậm chí đến diện tích tiểu càn khôn của chính mình cũng đã mở rộng ra mấy chục lần. Không đến mấy ngày nữa, cực hạn của tiểu càn khôn của ta sẽ được đột phá, tấn thăng lục phẩm khai thiên. Lúc này ở cung điện Huyền Dương Sơn, đi thông báo Tam Sơn Chủ và Tứ Sơn Chủ tập hợp nhân mã cùng ta bắt tiện nhân Lan U Nhược kia về đây. Dạ, tiện nhân, ngươi vậy mà lại không biết thức thời, vậy thì đừng trách ta độc ác. Mấy giờ sau, phía trên hỏa sơn khẩu, Lan U Nhược nhìn dáng vẻ thảm hại này của ngươi xem, xem ra ngày tháng trong rung động cũng không dễ dàng gì nhỉ. Vân Phi Bạch, mặc dù ngươi là lục phẩm, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi từ đâu đến thì cút về đó, miễn cho tự hiểu lầm. Tiện nhân khẩu khí không nhỏ, ta thật muốn xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu. Tam Sơn chủ, Tứ Sơn chủ, Hỏa Sơn khẩu bên đó có dị động. Ừ. Là hai tùy tùng ngũ phẩm kia của Lan U Nhược, bên dưới Hỏa Sơn khẩu này có lẽ có ám đạo tương liên, hai gia hỏa này nhất định là muốn tùy cơ chạy trốn. Nhưng mà, sao lại có thêm một tiểu tử trên lưng nữa vậy? Là ai? có lẽ là tiểu tử lúc trước đã đả thương nhị ca, xem ra hắn cũng bị nhị ca đánh không nhẹ, đã sắp cả tháng rồi vẫn còn đang hôn mê. Hai tên lâu la không cần nhắc đến, ta muội ba gia hỏa đó giao cho muội, vậy ta đi đây. Chu tử chạy mau, bọn chúng đuổi đến rồi. Ngươi dẫn hắn đi trước, ta chặn à? Chu tử hít một hơi thật dài, tung ra chiếc thớt của mình, nhốt ba người bọn chúng lại, hay cho một đạo thần thông. Cùng với tu vi ngũ phẩm vậy mà lại có thực lực bức bách được lục phẩm. Ta là dao thái, ngươi là thịt cá. Chảm chảm chảm, nghe hiệu lần của ta. Công kỳ nhược hạng. À ta tấn công liên tiếp vào mặt của chủ tử. Khiến chủ tử cơ thể đã biến nhỏ lại, sau đó biến mất trong chớp mắt. Đừng để hắn chạy mất. Đuổi theo cho ta. Ta đường đường là dẫn đội lục phẩm khai thiên. Vậy mà lại bị một ngũ phẩm chặn lại. Thật là nhục nhã mà. Một trọi hai có chút khó khăn kết thúc ở đây đi lan u nhược cảm nhận được nguy hiểm nhưng không kịp né tránh đến đây chấm dứt vân phi bạch tấn công tới một tiếng nổ vang lên chết rồi tuy thần thông này rất hay nhưng lan u nhược này cũng không phải trái hồng mềm có thể tùy tiện bóp sao có thể một phát bị đánh chết được đó là người giả lan u nhược chạy rồi cút xuống hết cho ta đào ba thước cũng phải tìm ra người đàn bà này nhị ca không cần phải vậy Lan U Nhược này nhất định phải đi tìm mấy tên tùy tùng của cô ta, chúng ta chỉ cần đến hội tụ với tứ muội là được. Có lý, chúng ta mau đi tìm tứ muội. Tiểu tử khốn nạn cậu còn không tỉnh lại, còn không tỉnh lại nữa là chúng ta chết chắc rồi. Lan U Nhược đã đuổi tới chỗ à ta. Cái gì? Đáng chết. Bà chủ, Lan U Nhược tới kéo hai người họ bay tiếp, chúng ta đi. Bà chủ, có cần gọi tiểu tử này dậy không? Đám người đó chắc chắn sẽ đuổi theo đến đây thêm một người thêm một trợ thủ. Không cần, Dương Khai không phải người không biết nặng nhẹ. Cậu ấy không tỉnh lại, chắc chắn có lý do không thể tỉnh lại, cưỡng chế cắt đứt cậu ấy tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Vậy bây giờ chúng ta có thể trốn đi đâu? Đến đảo Song Tử. Họ muốn đến đảo Song Tử, e không phải vội quá làm liều đấy chứ. Hai người ở đảo Song Tử nhát như thỏ đế, không có bản lĩnh, nay ba người chúng ta cùng truy kích. Hai người đó chắc chắn không có gan nhận Lan U nhược họ. Đúng thật là thiên đường có cửa cô không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Ta muốn xem thử Lan U nhược này sau khi bị người ta khước từ ngoài cửa, có biểu cảm gì. Cảnh chuyển tới đảo Song Tử. Phu nhân có thích bách hoa viên này không? Hoa cỏ ở đây, có mấy loại đều là tuyệt phẩm ngoại giới không thấy được. Lão gia phí tâm tư này làm gì? Mấy cái hoa cỏ này vừa không thể tu hành lại không thể ăn uống, quá lãng phí rồi chỉ có phu nhân vui rồi, Lân Nhi mới vui, nó mới có thể sớm ra ngoài. Bao nhiêu tuổi rồi, mau đứng lên, để người ta xem trò cười, lúc này không ai đến đâu. Bẩm cáo hai vị đảo chủ phu nhân Lan U Nhược đến rồi, tỏ ý bằng lòng gia nhập đảo song tử ta, người này đúng là không hiểu chuyện. Cái gì? Nếu Lan U Nhược này có thể gia nhập, vậy thực lực đảo song tử chúng ta cũng có thể tăng lên. Còn một chuyện phải bẩm cáo hai vị đảo chủ, thuộc hạ nhìn thấy ngoài xa, phía sau Lan phu nhân có một đám truy binh người dẫn đầu hình như là Tam Đại Sơn chủ Huyền Dương Sơn cái gì Lan U Nhược có hiểm khích với người của Huyền Dương Sơn ta nói Lan U Nhược này sao lại đồng ý gia nhập đảo Song Tử ta thì ra là bất đắc dĩ muốn mượn sức mạnh của đảo Song Tử ta để lánh nạn ừ cô ta tính toán hay thật nhìn bộ dạng của Lan phu nhân thương thế chắc chắn rất nặng nếu chúng ta không thả họ vào e là mặc kệ họ nay phu nhân nên lo cho cơ thể của mình Người truyền tin mãi không thấy quay lại, xem ra đảo song tử không tiếp nhận chúng ta. Bà chủ chạy mau, họ đuổi đến rồi, chưa kịp chạy Vân Phi Bạch đã đuổi tới. Tiện nhân, ngươi tưởng ngươi chạy được sao, ta đại phát từ bi cho ngươi một lựa chọn. Làm nữ nhân của ta, ta tha cho ngươi một mạng. Ta lần đầu thấy Hà Mã lại muốn ăn thịt Phượng Hoàng, nực cười. Vậy hôm nay ở đây chính là chỗ chôn của ngươi. Lão Tam Lão Tứ, lên cùng ta, giết người đàn bà này. Vị Lan phu nhân này e là lành ít dữ nhiều. Bà chủ lại tế ra. Huyết yêu chiến trang, Lan U nhược khoác lên cơ thể của mình một bộ chiến giáp. Lúc này ở bên ngoài cấm chế của đảo song tử. Tuy khởi động huyết yêu chiến trang này có thể nâng cao thực lực, nhưng yêu khí nồng đậm vận hàm trong huyết yêu chiến trang lại có sức ăn mòn, bà chủ bị ép đến mức này. Nhị ca cẩn thận, bí bảo này không đơn giản đùng tưởng thay bộ đồ là có thể dọa được ta vân phi bạch vừa tiến tới đã bị cô ấy vung kiếm chém thương cái gì uy năng đáng sợ quá bí bảo này có lai lịch gì la u nhược tiến tới tung thêm một kiếm nữa đánh vân phi bạch văng xuống dưới đất nổ một tiếng lan u nhược này lại tài như vậy bộ chiến giáp trên người cô ấy rất tà dị có thể có được sức mạnh lớn mạnh như vậy cái giá cô ấy phải trả e cũng không nhỏ phu nhân nói đúng mới chỉ một lúc Lan U Nhược trông như đã sinh ra tà tượng. Lan U Nhược đang mỉm cười khi vừa cho hắn ta ăn hành. Có sơ hở. Cô ấy vung tay đánh tới, nhưng ả à ta cúi xuống né đi, chém một kiếm lên cơ thể Lan U Nhược. Tứ muội làm đẹp lắm. Vân Phi Bạch nhân cơ hội đánh Lan U Nhược văng xuống dưới nước. Còn ba người, đừng bỏ qua họ. Nhiều khai thiên cảnh như vậy, huynh đệ hai ta e phải chết ở đây rồi. Chết rồi cũng tốt, bà chủ lo lắng chúng ta mới ở lại chiến đấu, nếu chúng ta chết ở đây, bà chủ có thể tự thoát thân. Trên đường hoàng tuyền có huynh đệ, cũng không cô đơn. Hôm nay cho dù chiến tử ở đây, cũng phải kéo theo mấy tên xui xẻo đệm lưng, giết một không lỗ, giết hai lời rồi. Chờ đã, đừng kéo ta đi chết. Tên khốn này, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Ta luôn tỉnh, nhắm mắt để đó thôi. Chỉ là luyện hóa thế giới quả đến lúc quan trọng, không thể cắt đứt, lúc nãy mới không thể trả lời họ. Tình hình hiện tại không ổn cậu dẫn bà chủ đi trước, tôi và kế toán cầm chân cho cậu. Đi. Chủ tử lắp bắp khi thấy mên cầm thương lên múa. Chuyện gì vậy? Các ngươi không ai đi được cả. Lục lục, khí tức của lục phẩm khai thiên. Cầu tặc chịu chết. Lại là tên tiểu tử ngươi. Đến tặng mạng à. Mên chém luôn lên người vân phi bạch một thương. Uy năng của lục phẩm khai thiên. Sao lại vậy? Hắn chẳng phải vừa tấn thăng ngũ phẩm sao. Hôm nay có kim ô đến chú nhật thượng thiên nhập địa duy ta độc tôn một thương này ta không tránh được cầu tặc một thương này phải lấy mạng chó của ngươi đừng hòng đả thương nhị ca ta nên quay lại nhìn cô ta nhẹ nhàng lách qua né đi một kiếm của hà tam ca mau dẫn nhị ca đi bà chủ đừng đuổi theo nữa lan u nhược chừng mắt nhìn mên chém luôn một kiếm tới không ổn cô ấy tẩu hỏa nhập ma rồi Mên lao tới ôm chặt lấy cơ thể của Lan U nhược. Bà chủ tỉnh lại, là ta. Nguy rồi, nguy rồi, thân trí của bà chủ bị yêu khí đồng hóa rồi, đến Dương tiểu tử cũng đánh nữa, lần này phải làm sao mới tốt đây? Dương Khai, mau đánh thức cô ấy đi. Ta biết rồi. Chỉ là sức lực của cô ấy quá lớn rồi. Ta là có bán Long chi thân 300 triệu, nếu đến ta cũng không khống chế được cô ấy, có thể thấy được yêu lực trong cơ thể bà chủ đáng sợ đến mức nào. Lúc này trong hoa phố đây đâu phải chiến đấu của lục phẩm, thất phẩm sợ là cũng chỉ vậy mà thôi nhỉ. Lan phu nhân hình như là bị yêu khí của Xích Hồng chiến giáp ảnh hưởng, có chút thần trí tác loạn. Lão gia, chúng ta không thể mặc kệ không quản. Phu nhân nói có lý, theo ta đi một chuyến. Hai người họ cùng nhau ra bên ngoài. Nhị vị, vợ chồng ta có một đạo bí thuật có lẽ có thể hóa giải tình trạng của Lan phu nhân, không biết có thể thị triển không. Nếu hai vị có thể giúp bà chủ nhà ta thoát được khốn cảnh đó chính là ân nhân của chúng ta. Hai người họ một người thổi sáo một người gảy đàn. Ôn thần liên cũng có hiệu quả tịnh tâm ngưng thần, có lẽ có thể thử một chút. Lan U Nhược đã thoát được khỏi trạng thái nhập ma, ngã vào lòng mên. Bà chủ cô tỉnh rồi, đã ôm đủ chưa hả, còn không buông ra. Mên vội vàng buông tay. Lan phu nhân có thể bình yên vô sự, thật đúng là đáng mừng. Thư phu nhân đang mạng thai, hai vị còn có thể ra tay tương cứu, phần ân tình này u nhược xin ghi nhận hoa đảo chủ bà chủ nhà ta đến nay cần một nơi thanh tịnh để tu dưỡng không biết hoa đảo chủ có thể giúp đỡ chút không nếu mấy vị không ghét bỏ có thể vào nghỉ ngơi trên sông từ đảo của ta nửa ngày sau bà chủ đến nay cần bế quan trị thương trong mật thất hai người các ngươi canh giữ cẩn thận ta phải đi huyền dương sơn một chuyến huyền dương sơn ngươi là muốn đi tìm bọn chúng để báo thù không được một mình ngươi thì quá nguy hiểm vẫn là đợi bà chủ xuất quan rồi thương lượng đi. Vị Dương lão đệ này đừng kích động, Huyền Dương Sơn Đại Sơn chủ là sự tồn tại tiếp cận thất phẩm vô hạn. Chính là đệ nhất cường giả của vô ảnh động thiên, chuyến này của ngươi sẽ chịu thiệt lớn đấy. Đệ nhất cường giả? Vậy ta càng phải đi gặp hắn rồi. Hoa đảo chủ, có rượu không? Có, rượu này là ta hao phí hơn 300 năm ủ thành, độ rượu rất nồng, Dương lão đệ muốn thì lấy đi đi. Mên uống luôn một hơi, sảng khoái ta cũng đi. Lúc này người của Huyền Dương Sơn đang bỏ chạy thục mạng. Nhị ca, cố lên, đợi đến Huyền Dương Sơn, đại ca nhất định sẽ cứu huynh. Vân Phi Bạch, ngươi chạy đi đâu? Là tiểu tử đó đuổi đến rồi. Các ngươi giữ chân hắn lại cho ta. Tiểu tử thối, ngươi đừng hòng qua đây. Mên thi triển thần thông nguyệt hoa như thủy, bọn chúng đã bị chiêu của Mên công kích tới, không có khả năng phản kháng. Không chịu nổi một kích nên dùng thương chém bọn chúng như chém hỏa quả còn ai muốn ra tay không ai muốn ra tay thì ta đi đây bọn chúng sợ sững sờ đứng bất động một chỗ